Xin kính chào các bác nhé. Hôm nay thì tôi giới thiệu cho các bác về cái cách chọn cái hạt trúc đại. Đây là trúc đại hoặc là tre mu so đấy. Đây là những cái hạt hôm trước mà tôi có nhập về đấy. Thì 6 cân thì tôi chia ra 2 lần. Này dấm ủ có 3 cân đấy các bác. Đó. Đây, hạt sau khi đã dâm ủ thì đây nó được cái hạt như này, đây, có cái tỷ lệ nảy mầm. Đợt này thì thấy cái tỷ lệ nảy mầm nó được khoảng 5-60% gì đó. Bắt đầu tiến hành nhặt với những cái hạt mà nó có cái rễ dài hơn ấy. Đây các bạn, đây. Với hạt này thì tôi sẽ đưa đi vào bầu này, đấy. Đưa đi vào bầu. Còn đối với hạt cái rễ ngắn hơn ấy, đó, đây. Bên này là có cái hạt dễ ngắn hơn với lại hạt chưa nảy mầm ấy. Đấy. Nó nảy mầm từ từ nhé, không phải hạt này nó không nảy mầm, nó nảy mầm từ từ. Thì sẽ để ươm lại, ủ lại cái đợt sau cho dễ nó dài ra như cái bên của cái rổ này này. Đấy. Như bên này này, đấy. Khi dễ nó dài được khoảng 2 đến 3 cm thì tôi bắt đầu đưa đi vào bầu. Đây. Đang chọn này, chọn cái này cũng tương đối tỉ mỉ đấy các bạn, mất thời gian một chút. Đây là cái hạt tôi đang dâm ủ đây. Đây, đây, cái chỗ này thì chưa lấy ra chọn đâu. Đây, đây, đây nó vẫn còn rất là nhiều. Đây. Một cân này được nhiều lắm các bạn. Đây, đây tí nữa mình chọn những cái hạt dễ dài ra thôi. Đây, đây. Còn một mẻ nữa thì một nửa là 3 cân thì tôi dâm ủ sau. Cái tỷ lệ hạt của đợt này thì nó khá là tốt, hạt chắc chắn giống như cái video hôm nọ tôi giới thiệu cho các bạn. Bây giờ thì mình chỉ việc đi mình tách hạt ra và đưa vào bầu thôi, còn lại thì mình sẽ vào những cái đợt sau. Tranh thủ buổi sáng thì có chọn hạt giống. Một cân này nó nhiều lắm các bạn. Một cân này hạt nó cực kỳ nhiều. Bởi vì hạt này là hạt nhỏ. Nên khi mà đã dâm ủ đây thì khi mà đã chọn ra đây thì 100% là hạt. Đây là hạt có rễ thôi. Rễ đưa đi vào bầu chăm sóc khoảng 4 đến 5 tháng sau thì bắt đầu có cái cây giống để chuyển cho các bác. Đấy, bên này chờ trông bên này thế này thôi, nhưng mà đây nó cũng đang mọc dần này. Đây, đây, đây nhúp 3 hạt lên thì có 2 cái hạt nó đã nảy trắng mầm ra đấy. Đấy, các bác nhìn có thể thấy được ngay. Đấy, đây, bên này đấy, tỷ lệ nó nảy mầm. Đây, cái chỗ này có rác này. Đấy, còn đây hạt nó nảy mầm đấy, đẹp này quá. Đấy, đây này, đầu rễ trắng này. Đấy, những cái hạt là trúc đại mu so để giới thiệu cho các bác về cái cách dâm ủ và chọn hạt giống. Dâm ủ thì cái này dâm ủ thì được khoảng 6-7 ngày là nó bắt đầu nứt ra như này rồi các bác này. Đấy, tỷ lệ nảy mầm rất là cao ấy. Đấy, như chỗ trên tay tôi là gần như là đã nảy mầm hết rồi, chỉ có mầm dài hay là mầm ngắn đấy. Ngấm mầm ngắn thì mình cứ để lại, mình dâm ủ rồi tưới cái nước ấm vào. Đối với mầm dài thì đưa đi trồng, đưa đi chọn lọc này, ươm giống. Đây em bắt đầu cứ chọn dần ra đây. Đấy. Nhìn dễ lên trắng, nhìn thịt không? Ở đây thì tôi có giới thiệu cho các bác về cái cách dâm ủ và chọn hạt giống của trúc đại. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chúc các bác một ngày tốt lành.